Thuốc thảo dược thông xoang tán nam dược điều trị viêm mũi, viêm xoang cấp và mạn tính, ngăn ngừa tái phát. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ông Vân và Quỳ Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn muốn hẹn hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản, được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 chủ nhật và 22 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình với sự đồng hành của nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Em hỏi anh đi. Anh từ từ đúng không anh? Ok. Tự nhiên gặp anh cái em hết, em quên hết từ ngữ để nói rồi. Bình tĩnh. Xin mời anh nắm tay em. Có vẻ run nhỉ? Dạ con run quá chú ơi. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Dạ em chào cô. Đây. Rồi bây giờ thì bạn trai bạn gái ra có mặt sân khấu nha. Mình bắt đầu trao đổi thông qua cái hàng rào này nha. Dạ, đầu tiên em xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân và các khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em là tên đầy đủ là Nguyễn Anh Quốc, năm nay 26 tuổi, nghề nghiệp là kỹ sư tự động hóa, làm việc ở quận 1, quê em là ở Đắk Lắk. Dạ. Rồi mình giới thiệu đi nào cưng. Lời đầu tiên thì con xin phép được chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, anh trai nhà bên và cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Ngọc Thảo, hiện tại đang công làm việc và sinh sống tại tỉnh Bình Dương. Làm gì em? Dạ em làm chuyên viên phòng đào tạo sau đại học anh. Quê mình ở đâu? Dạ quê con ở Bình Dương chú. Bình Dương luôn, làm Bình Dương luôn. Dạ. Còn đây quê Đắk Lắk làm ở Thành phố Hồ Chí Minh. À dạ đúng đó. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em trai là gì? Dạ đầu tiên là em xin tự nhận mình là thuộc nhóm K. Điểm mạnh của em là có thế mạnh về công nghệ. Nhóm K là nhóm gì cưng? Dạ thì theo nghiên cứu của em á, người ta sẽ chia làm 4 nhóm để phân loại các khách hàng, và mỗi nhóm nó sẽ đại diện cho một cái con chim, đó là chim đại bàng, chim bồ câu, còn một con công và một con cú. Thì em là thuộc nhóm cú, tức là nó sẽ có hai cái trục như thế này, một bên là suy nghĩ theo lý trí và một bên là suy nghĩ theo tình cảm, một cái là hướng nội hướng ngoại. Thì em là thuộc dạng là vừa hướng nội và suy nghĩ theo lý trí, là nhóm con cú. Dạ. Lý trí và hướng nội. Dạ đúng rồi. Nhóm con cú sống về đêm. À, để mà em rồi còn điểm yếu gì không? Dạ có. Cái khả năng mà sắp xếp các cái từ trong cái câu nói của em, cái bố cục của nó không được logic. Nên là em thường thường là khắc phục cái điểm yếu của nó bằng cách là viết vào trong cái cuốn sổ trước khi nói. Dạ. Đúng rồi. Bây giờ thôi tới mình đi. Mình có thuộc nhóm gì? Dạ con ngồi đi, có vẻ ngồi khoái chí á, là cưng có biết cái vụ này đúng không? Dạ con không biết gì hết cô. À chưa biết hả? Bạn nữ muốn biết mình nhóm nào không ạ? Dạ em muốn biết anh. À thì tí nữa bạn bấm chuông đi về mình chị cho. Đây có chuông nào bấm đâu, tức là nhấn nút á rồi về chỉ đó, hiểu không? Bạn này cũng hàng gài ghê luôn á nha. Cưng giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ điểm mạnh của con á là con là một người vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, rất thích tham gia các hoạt động tập thể cũng như là tham gia các hoạt động tình nguyện. Đối với lại điểm yếu thì con cảm thấy bản thân mình hát chưa được hay. Với lại thỉnh thoảng con thấy bản thân mình cũng hơi nhút nhát. Khi mà đưa ra một cái quyết định nào đó thì con rất là hay do dự. Do dự, con quyết đoán đúng không? Dạ. Rồi, mình có mấy mối tình rồi? Dạ, con có quen 3 bạn bằng tuổi. Thì bạn đầu tiên là quen khi mà học cấp 3, còn mấy bạn sau, hai bạn sau là quen khi mà con học đại học. Nhưng mà là quen học trò thôi hay là có sâu đậm không? Dạ quen chắc theo kiểu học trò cô. Vậy hôm nay cưng nhiêu rồi, nãy chưa nói nè. Dạ năm nay con 24 tuổi. Nên là khi mà chương trình hỏi con muốn một bạn nam như thế nào thì con có trả lời là con muốn một bạn nam hơn tuổi con. Tại vì khi mà con quen bạn bằng tuổi thì cái bạn bằng tuổi bạn đó suy nghĩ như mình. Nên là thành ra là con thấy là nhiều khi hay cãi nhau á cô. Dạ nên là con muốn yên tâm, bạn nam bên kia 26 mà. Bạn đây 26 dạ. Rồi. À, bạn trai có mấy mối tình rồi? Thực ra là em có 4 đến 5 mối nhưng 26 4 5 mối hả? Dạ đúng rồi. Bên kia 24 3 mối. Dạ mấy nhỏ này yêu sớm dữ nha. Dạ nhưng mà 4 5 mối của em là đa số là từ hồi đại học với lại thời còn đi học.
Mỗi lần quê yêu vậy mà bao nhiêu lâu? Thì thực ra là rất là ngắn đó. Tại vì lúc đó là mình vẫn còn trẻ. Cái kiểu của yêu của thời sinh viên với thời học sinh thì nó không được lâu bền. Thôi dạ, ha. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ em muốn một người phụ nữ như thế nào? Thì trong cái đơn đăng ký của em á, thì em chỉ ghi có hai dòng thôi. Dòng đầu tiên là về ngoại hình. Ngoại hình của em thì giống như bao người đàn ông khác là đều muốn phụ nữ đẹp hết. Trong đó chỉ là đẹp, và thứ hai là làn da đẹp. Làn da đẹp thôi. Dạ. Da đẹp thôi. Dạ. Bé rồi. Ơi, bây giờ làn da đẹp, rồi thêm chữ đẹp nữa là dạ. Là mặt đẹp hay là dáng đẹp? Dạ, mặt đẹp. Là mặt đẹp với lại dạ. Da đẹp đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi để hỏi bên đây nha. Dạ. Rồi còn bên đây mình sao nè? Con mong muốn một bạn nam hơn tuổi con, suy nghĩ chín chắn, là một người chung thủy. Chung thủy. Dạ. Mấy người thích đẹp không biết có chung thủy không nữa nha. Dạ. Ai không thích đẹp? Người ta thích với sự chung thủy nó khác nhau. Đừng có dựa vô cái đó mà nói là chung mấy người lắm, thích đẹp ta không chung thủy. Dạ. Chung thủy không là tự trái tim của người ta thôi. Mắc cười quá à. Ta chưa hỏi nó nhảy vô họng người ta ngồi rồi. Đi đây nè. Vô đi. Đó giờ coi đàn trai tôi đẹp không? Đẹp trai không? Dạ. Đâu? Tôi qua tôi coi đàn gái cái coi. Dạ. Đây, gia đình nhà gái tôi là chú. 24 tuổi, 3 mối tình luôn hả? Mối tình học trò. Vớ ba vớ vẩn. Biết rồi, bây giờ trải qua 3 mối tình thì con rút được cái kinh nghiệm gì nè, để có thể mối tình tiếp theo mình hoàn chỉnh hơn là coi như còn mối tình nữa đó. Dạ, con suy nghĩ là sau khi mà quen 3 bạn nam đó thì con thấy là bản thân mình cần phải chín chắn hơn. Chín chắn hơn. Bớt tính con nít lại. Đó, dạ. Có kinh nghiệm rồi đó chưa? Chú ơi, hồi nãy anh đó có nói là anh đã thích một người con gái dễ thương á, dễ nhìn đó chú. Nhưng mà đâu phải bạn nữ nào mà cũng như vậy đâu chú. Mình phải coi cái tâm hồn của người ta đầu tiên, đúng không chú? Hồi nãy con bổ sung một xíu. Bổ sung là đi cái không? Chỗ là hồi nãy là con mới yêu cầu về ngoại hình. Còn cái chỗ tính cách đó là con thích một bạn nữ bên kia có cái suy nghĩ là tư duy phản biện á, critical thinking á. Tại vì cái triết lý mà tình yêu của con á là có 3 cấp độ. Rồi. Dạ. Như mì cay vậy đó hả? Như mì cay vậy đó hả? 3 cái cấp độ của tình yêu của con á là nó sẽ có đầu tiên là bạn tình, thứ hai là bạn đời, thứ ba là bạn đạo. Thì con muốn là hướng tới một cái xa hơn, đó là bạn đạo. Thì bạn tình là gì? Bạn tình là lúc đó hai người nhìn nhau và có thể thích nhau từ ánh mắt, từ nụ cười. Cái giai đoạn này á thì người ta chỉ nhìn được cái màu hồng của nhau. Còn cái giai đoạn thứ hai á là bạn đời. Bạn đời tức là lúc đó hai bên đã nhìn thấy được cái khuyết điểm của nhau, có thể chấp nhận được sống chung nhau. Thì đa số là các cặp vợ chồng là đã qua được cái giai đoạn 2 này rồi. Còn cái thích cuối cùng á là giai đoạn 3, đó là bạn đạo. Con hướng là một cái con đường là sau này ví dụ như tiền dư ra thì sẽ đem đi đầu tư, thì hai bên sẽ cùng thảo luận. Dạ. Rồi chú hiểu không? Chú cũng mệt lắm. Nói chung là trong tình yêu á, nếu mà phân tích ra từng cái thì chắc tới sáng luôn á. Dạ. Bây giờ theo chú á là mình tìm bạn tình trước đi, rồi bạn đời từ từ, rồi dạ. Bạn đạo sau. Vô con dập luôn bạn tình, bạn đời, bạn đạo luôn là bạn đời là mệt lắm. Dạ. Nha. Bạn á, hồi nãy bạn có yêu cầu là một cái bạn nam mà rõ ràng đúng không? Rõ ràng rồi chín chắn đúng không? Thì con khẳng định với bạn ấy là khi mà quen con á thì nó sẽ rõ ràng ngay từ lúc đầu. Coi như là quen phải rõ ràng từ đầu cuối. Dạ, luôn đúng ha. Rồi, dạ đúng rồi. Để sau này nó được tôi với anh không hợp nha. Dạ. Không được ha. Dạ. Rồi, hiểu rồi. Có chiến lược, có hoạch định đàng hoàng. Chiến lược đàng hoàng. Chút xíu con ngồi con bàn coi sao nha. Con bây giờ về đi. Con đi với ai? Dạ, hôm nay con đi với lại bạn thân của con. Bạn thân ha. Dạ. Rồi bạn thân thấy sao nè? Con chào chú Huyền Linh, cô Hùng Vân và quý vị khán giả. Con là bạn của Ngọc Thảo à. Nói về Ngọc Thảo thì bạn là một người năng động, sống tích cực, sống giàu tình cảm. Nhưng mà điểm yếu của bạn thì như bạn có chia sẻ là bạn là người thiếu quyết đoán trong một số vấn đề. Nói về bạn nam bên này thì con thấy anh là một người chín chắn, trưởng thành. Tại vì bạn em là người thiếu quyết đoán nên nếu mà anh lý trí thì anh có thể giúp rồi, bạn em trong cái việc quyết định một số công việc gì quan trọng. Nên là nếu được thì hai bạn, anh và bạn của em cho nhau cơ hội để mình tiến tính cái giai đoạn đầu của anh nói là bạn tình. Ok, em xin hết ạ. Nhất trí, rồi. Anh ta đi với ai? Dạ, em đi với ba em, bà nội em và bạn em. Rồi. Dạ. Xin chào anh Huyền Linh và chào chị Hồng Văn. Dạ, và chào nhà gái bên kia. Và tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi là bố của Quốc. Tôi cũng mong muốn là hai cháu trao nhau một cơ hội để cho tìm hiểu. Yeah. Rồi, cho hỏi ý kiến bà cái bà ngoại hả? Nhà bên nội. Bà nội hả? Bà thấy con dâu tương lai của bà thấy được không? Đâu bà cho cháu vài câu đi bà. Cháu chứ cháu dâu. Dạ. Tôi thấy cũng được hết á. Mà được con có là, được nhất là con có là đoàn quần.
Đàng hoàng, dạ. Sạch sẽ. Dạ. Ừ. Đàng hoàng sạch sẽ. Con người phải mát mẻ. Dạ. Mát mẻ, đàng hoàng, sạch sẽ. Hạnh phúc. Dạ. Bà bao nhiêu rồi bà? 82. 82 tuổi hả? Ôi, bà từ Đắk Lắk vô đây luôn hả? Trời ơi, cảm ơn bà ủng hộ chương trình nha. Dạ, chúc bà khỏe nha. Thôi, bây giờ mở rào cho hai trẻ phân tích nha. Mở rào. Bắt đầu đi Quốc. Dạ. Con nhận quà trước đi rồi con tặng. Dạ. Anh có muốn quà tặng em. Thì đây là cuốn sách, là một trong hai cuốn sách mà anh nghĩ là nó đã thay đổi cuộc đời anh. Thì đây là cuốn sách có tựa đề là Đánh thức năng lực vô hạn, tác giả là Tony Robbins, là một trong những diễn giả mà phát triển bản thân hàng đầu thế giới. Em cảm ơn anh nhiều. Cô cầm dành. Dạ. Dạ, em có món quà nhỏ em tặng anh. Cảm ơn em. Dạ. Con mở ra coi là gì con. Wow, cái bút đẹp quá. Em cảm ơn anh. Hai em ngồi đối diện với nhau, mình trò chuyện đi. Đầu tiên là cảm nhận về nhau, coi lần đầu tiên gặp nhau mình cảm nhận thế nào. Lady first. Em suy nghĩ là đâu phải lúc nào cũng lady first đâu anh. Ví dụ trong trường hợp cái đó là do em chọn, tức là em muốn nói trước hay là anh nói trước? Cho em chọn mà. Dạ, nếu mà em được chọn thì anh nói trước nha. Rồi anh nói trước à? Em hỏi anh đi. Anh từ từ được không anh? Ok. Tự nhiên gặp anh cái em hết, em quên hết từ ngữ để nói rồi. Bình tĩnh. Anh thấy em sao? Đầu tiên anh thấy em rất là xinh đẹp ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn anh. Ví dụ như em ở Bình Dương đúng không? Dạ. Thì cái thời gian nào mình rảnh rỗi được nhỉ? Dạ là thường vào ngày cuối tuần anh. Ngày cuối tuần à? Rồi dạ. Ok. Anh muốn hỏi là em đã có thực sự sẵn sàng hay nghiêm túc chưa? Nghiêm túc trong vấn đề gì anh? Đúng rồi, nghiêm túc trong vấn đề ví dụ hẹn hò rồi sẵn sàng, hay là mình quen cho vui hay là cái gì đấy? Dĩ nhiên là hôm mình đến đây là mình phải nghiêm túc đúng không anh? Rồi ok. Dạ, rồi đúng như anh nói ban đầu á, là em là thuộc tiếp người tình cảm, nên thành ra là em cũng suy nghĩ về vấn đề tương lai, nhưng mà em sẽ không suy nghĩ sâu như anh suy nghĩ. Thì hầu hết thời gian của em á, là em dành cho công việc thường hàng ngày, và sau đó thì em làm các hoạt động mà em cảm thấy là em thích những hoạt động đó. Chứ để mà suy nghĩ lâu dài, hoạch định tương lai như anh thì em chưa có như vậy. Anh sẽ đặt một câu hỏi là tại sao em nên chọn anh, đúng không? Thì ví dụ quen một cái ông nào đó, mà một cái ông mà có một cái đường đi rõ ràng, thì em thấy thoải mái hơn không? Hay là quen một cái ông mà sau này nó như thế nào mình không thể hình dung được, là tiếp theo ổng sẽ làm gì và ổng có bỏ mình hay không? Dạ. Dạ, anh nói đúng điều đó, có nghĩa là mình phải biết được cái bạn nam của mình là người ta có suy nghĩ về tương lai hay không. Nhưng mà như em nói ban đầu á, kiểu như là mới lần đầu gặp á, mà anh làm em hơi cảm thấy bị dồ dập á anh. Anh sẽ kiềm chế lại. Dạ. Bây giờ bạn nữ nói cái gì chứ, hát một bài đó hay là làm một cái quảng trò nó cho nó vui, để cho ta giải tỏa đi cái không khí nãy giờ đi. Chỉ có một bạn mình này nói thôi. Dạ. Em quảng trò mà, thì anh nên làm gì đây? Dạ, bình thường á là em quảng trò cho mấy bé nhỏ. Rồi anh là bé nhỏ. Đúng rồi, coi bé nhỏ đi, đúng rồi đó. Em cảm ơn anh. Ừ. Dạ, bây giờ em sẽ mời tất cả mọi người cùng chơi với em trò chơi là xin mời. Khi mà nào mà em nói từ xin mời thì mọi người làm theo hành động của em. Còn em không nói xin mời thì mọi người đừng làm theo hành động. Bé chính kìa, bé kia chính kìa, bé đó đó. Dạ. Dạ rồi, xin mời anh vỗ tay với em một cái. Xin mời anh vỗ tay với em hai cái. Xin mời anh vỗ tay với em ba cái. Xin mời anh nắm tay em. Dạ. Có vẻ rung nhỉ? Dạ, con rung quá chứ ơi. Dạ, có điện không? Có điện không? Dạ. Thôi. Dạ hết. Đó hết rồi, tôi đó dừng luôn, nắm tay luôn. Ừ. Tôi đó nắm tay luôn. Rồi, hát một bài luôn. Xin mời anh hát cho em một bài hát. Đúng rồi. Anh hát à? Xin mời. Dạ. Thực ra thì anh chỉ thuộc có một bài thôi, thật sự có một bài thôi. Thì xin trình bày ca khúc là Chúc Mơ Chabi. Dạ, cảm ơn. Vẫn nắm tay, không buông tay ra Quốc. Dạ. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đàn dê trắng nhơn nhớ quanh đồi, một mái chăn nghèo, một nhà sàn yên vui.
Ôi sắc cờ lây, những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Chapi. Ai yêu rừng xanh, yêu tự do thì lên núi nghe đàn Chapi. Tôi nghe Chapi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe Chapi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi Chapi. Cảm ơn anh. Rồi, trở về ghế ngồi đi. Thật ra đó nha, lúc đầu anh cũng hơi là lạ với cậu này. Nhưng càng nói chuyện lại càng thích cậu này đấy. Cậu này lại có một cái hoạch định rất là tốt trong cuộc đời của mình. Nhưng cũng một cái lời chia sẻ, lý thuyết là một cái khác, xa với thực tại đó. Đôi khi chúng ta phải kết hợp giữa lý thuyết và thực tại. Không phải cái gì mình hoạch định nó phải đúng như thế đâu. Dạ. Mình cảm giác rung động thì mình bấm nút. Còn mình không rung động thì mình không cần bấm. Để cái nút bấm nó cho người khác. Dạ. Rồi bấm luôn rồi đó, Thảo bấm rồi đó. Ủa, Quốc bấm rồi đó. Rồi Thảo bấm luôn rồi đó, không cần đếm luôn. Đưa tay lên nào, nắm tay nhau bạn nhé. Đâu phải bắt tay, mà nắm tay nhau bạn nhé. Nào, để xen tay vào. Đây, xen vào dưới thế này nè. Tình quá. Xen tay vào thế này nè, Quốc, đúng rồi. Rồi, chúc bây giờ hung cái hung đầu tiên coi. 5-6 lần yêu rồi đó, hung sao coi cho được á. Cho anh xin nhé. Được rồi. Yeah. Yeah, được rồi ha. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping, nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hãy đưa nhau đi đến nơi nào mình thích. Đi xuống đây rồi cô đưa bó hoa tình yêu nghe. Thấy thương, thấy cưng, dễ sợ ha. Hy vọng rằng nó sớm thành đôi. Như vậy là ta đã kết thúc cặp đôi đầu tiên. Xin mời quý vị tiếp tục cặp đôi thứ hai. Người lớn sát họng đờm ho, An Phế Nam Dược khỏi lo dùng liền. Đây nữa là cái thiệp cưới, anh cũng mong mỏi lắm rồi. Thì với là cái đây là sự nghiêm túc, anh cũng trong cái thiệp đây là nó hơi đặc biệt là anh ghi tên sản ba mẹ anh dưới là tên anh. Còn phía nhà gái thì anh chưa trống, ý là anh cũng mong mỏi á cái ngày mà có thể các cô dâu ghi tên trong này á. Dạ. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Hai, ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Xin chào cô Hồng Vân. Xin chào chú Quyền Linh. Xin chào tất cả các quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trường Minh Hiếu. Năm nay em 34 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nha Trang. Nha Trang, con dạ. Làm gì Hiếu? Dạ hiện tại em đang làm trợ lý tổng quản lý của một khách sạn 5 sao ạ. À, vậy hả? Dạ. Thôi, mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Dạ, chào bạn nữ bên cạnh. Em tên là Trần Nhật Duật. Em năm nay 33 tuổi. Em đến từ Phú Yên. Công việc của em là làm quản lý chất lượng cho một công ty về ngành in ấn. Làm ở đâu? Dạ, quận 3. Làm quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, mình nói một chút về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cưng. Dạ, điểm mạnh của em là em lạc quan trong cuộc sống. Em có một cái nếp sống khá là gọn gàng, sạch sẽ. Trong công việc thì em rất là chăm chỉ và nhiệt huyết trong công việc. Còn có điểm yếu nào không? Dạ, điểm yếu của em là do cái môi trường làm việc của em á, là đòi hỏi mọi thứ phải luôn luôn sạch sẽ và trau chuốt. Cho nên em khá là kỹ tính và chi tiết
từng điều rất là nhỏ. Dạ, cho nên đôi khi mọi người sẽ hiểu, sẽ nghĩ là em hơi khó tính. Dạ. Mời bạn trai. Dạ, ưu điểm của em vui vẻ với là biết lắng nghe chia sẻ. Còn cái khuyết điểm của em là hay ít nói với là hay ngại ngùng rụt rè trước chỗ đông người anh. À, dạ. Ít nói ngại ngùng. Dạ, có mấy mối tình rồi em? Dạ, em có một mối tình. Một mối, dài không? Dạ, hơn một năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ, một phần còn cách xe. Với là lúc đó em đi làm nơi bạn ấy cũng đang sinh viên học ở Phú Yên á. Ừ. Dạ, với là quen nhau tìm hiểu cũng thấy cái tính tình là chưa có gắn bó nhiều. Nên mới quyết định coi dừng lại. Rồi. Dạ. Em chia tay bao lâu rồi cơ? Dạ, cái mối tình đó là năm hai em 28 tuổi á, chắc 5 năm rồi chị. Ồ, 5 năm rồi hả? Dạ. Rồi còn em? Dạ, em có một mối tình lúc em còn là sinh viên. Mối tình đó kéo dài khoảng 1 năm. Thì em chia tay ngay khi em tốt nghiệp đại học. Nên là lâu rồi đó. Dạ, đúng rồi. Mà em không có mối tình nào khác nữa. Dạ, sau đó thì em không có một mối tình nào khác ạ. Không tin được luôn á, thực sự là không tin được luôn á. Vậy là mười mấy năm độc thân hả? Tại vì bạn này quá là xinh xắn luôn, thực sự là như vậy luôn á. Mà không biết sao mười mấy năm mà. Mười mấy năm luôn á. Em mong muốn cái người bạn trai sẽ như thế nào? Em rất là thần tượng Tổng thống Obama á. Dạ, em thích một mẫu người đàn ông mà yêu thương gia đình và vợ con. Giống như Tổng thống Obama vậy. Tức là về tính cách thôi chứ còn ngoại hình là không có muốn giống ổng không? Dạ, ngoại hình thì em muốn một người thon gọn, cao ráo. Ừ. Dạ. Áp lực không? Dạ, hồi hộp trước. Hồi hộp áp lực, chị cũng muốn áp lực đây nè. Cô bồ nhà trai đi chứ. Cừ quá. Là không có giống Obama, mà giống người khác, giống cá tính của người ta được rồi. Miễn sao là gặp mình chinh phục được rồi ha. Cá tính có giống không? Rồi, cho tôi xem mặt đàn gái coi. Chào em gái. Dạ, em chào chú Quỳnh Linh ạ. Dạ, em rất vui vì ngày hôm nay được có mặt tại chương trình này. Bởi vì em đã đăng ký chương trình này cách đây 4 năm. Cuối cùng thì ngày hôm nay em đã có mặt tại chương trình. Nên ngày hôm nay em cảm thấy rất là hạnh phúc. Dạ. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Cô gái không thích đàn ông ở điều gì? Dạ, em không thích một người đàn ông thiếu suy nghĩ, làm việc cũng như là xã giao phải có chừng mực. Chừng mực hả? Dạ, chừng mực ở đây. Cái nào là chừng mực? Cái này khó quá. Dạ, chừng mực ở đây là mình không quá yêu thích, cũng không quá ghét. Luôn luôn mình giữ ở một cái tình trạng là trung tính. Thì mình sẽ đủ để mà kiểm soát cũng như là xử lý tình huống, xử lý vấn đề. Rồi. Giấu cảm xúc đó. Người phải biết giấu cái cảm xúc. Khó lắm. Dạ. Như không mình mà nghệ sĩ mà nhạy cảm xúc như bộc lộ đó hết. Bây giờ anh thích người phụ nữ như thế nào? Dạ, em thích người một cô gái hiền lành, đạo đức, biết cư xử. Bên kia chắc được á. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ được rồi. Em không thích người phụ nữ điều gì? Em không thích người phụ nữ. Chỉ cần cô ấy đạo đức với là thủy chung một xíu là được. Bên đây yên tâm, những thứ đó có rồi đó. Chờ đợi chương trình 4 năm nay là hiểu rồi đó. Đừng nói chi. Đúng rồi. Em đi với ai vậy? Dạ, em đi với em trai của em. Trai dễ thương. Con ha. Xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quyền Linh. Con. Em xin chào anh trai. Và xin chào mọi người ở trường quay. Con tên là Thịnh, là em trai của chị Hiếu. Chị Hiếu ở nhà là một người phụ nữ của gia đình. Chị thật sự là rất kỹ tính và sạch sẽ. Trong một thời gian dài thì chị đã không có một mối tình nào. Và có một mối tình thì chị không có kể cho con biết. Nhưng mà con cũng hiểu tính của chị là một người cần một sự kiên nhẫn. Còn một người bạn trai kiên nhẫn và rõ ràng với chị mọi điều. Tại vì chị sẽ là người phụ nữ hay thắc mắc. Dạ. Chị Hai, em mong chị Hai cho anh này một cơ hội để tìm hiểu. Rồi tại vì cũng là nhân duyên sau nhiều một thời gian chờ đợi lâu dài. Dạ. Xin cảm ơn. Trời dễ thương quá trời đất luôn. Đi với ai? Dạ, đi mình. Mình hả? Được rồi. Vì lý do xa nhà nữa ha. Dạ, mẹ cũng muốn vô lắm mà hơi gấp, xếp được. Rồi không sao, có mọi người xung quanh để ủng hộ em. Dạ. Bây giờ mở rào hai đứa gặp mặt nha. Gì? Mở rào. Việc của mình là tấn công nha. Xin chào em. Chào anh. Em rất vui được gặp em, cảm ơn quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có một món quà tặng cho anh. Đây, cái đây rồi. Rồi mở ra. Cái đây nữa là cái tiệc cưới. Anh cũng mong mỏi lắm rồi. Với là cái đây là sự nghiêm túc. Anh cũng trong cái thiệp đây là nó hơi đặc biệt là anh ghi tên sẵn ba mẹ anh với là tên anh. Còn phía nhà gái thì anh chưa trống. Ý là anh cũng mong mỏi á, cái ngày mà có thể các cô dâu ghi tên trong này á. Dạ.
Rồi mình mở quà ra đi, mình mở quà của mình. Dạ, cảm ơn anh. Anh có thể đọc cái lời em ghi trong cái thiệp chúc này. Chào bạn, chuyện gì đến sẽ đến, người cần gặp sẽ gặp được. Cho dù kết quả ra sao, mình luôn chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc nhé. Rồi, Hiếu tặng cô cái gì ạ? Dạ, con tặng cho bạn trai này một cái móc để treo chìa khóa. Và cái này là đồ handmade do tự tay con làm. Một cái thông điệp vô hình khác đó là em mong muốn rằng anh sẽ tìm được chìa khóa để mở cửa tâm hồn của anh cũng như của một người bạn đời của anh. Dạ. Hai bạn về vị trí ngồi đi. Hai bạn ở không cách xa nhau, Phú Yên với Khánh Hòa thì cũng sát bên nhau. Dạ. Nhưng mà không bao giờ gặp mặt. Bây giờ ta gặp mặt nhau, mình cảm nhận thế nào? Đầu tiên thì được biết anh là đến từ Phú Yên, là một vùng đất mà gần gũi với Nha Trang, Khánh Hòa. Em cũng trân quý cái sự chịu khó và cái sự đồng hương này. Dù sao mình cũng là miền Nam Trung Bộ. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Anh thấy em cũng dễ thương, dạ, xinh xắn, nói chuyện chín chắn. Dạ, cảm ơn anh. Sợ em thấy anh ít nói quá, sợ chê thôi. Nhưng mà khi mình quen nhau rồi thì anh không phải vậy. Thường thường gặp đối tượng anh hay ít nói ngại ngùng một xíu. Dạ. Không biết là anh có sở thích hay là có đam mê gì? Anh thích thể thao thì anh thích chơi bóng đá. Dạ. Thích chơi đá bóng như là thích coi đá bóng luôn. Còn cũng thích nghe nhạc, chữ tên Bolero rồi vậy. Rồi làm cái bài Bolero nào coi. Nghe coi, chơi cái coi. Hát bài Đến Nước đi. Dạ. Mẹ nói với anh, mẹ rất thương em, thương vì nết na nhu mị ngon hiền. Ý mẹ thầm mong em là dâu, xin em một câu hẹn ước, cậy người qua mỗi mai chậu cao. Được. Là cậy ông Quyền Linh đó, cậy ông Quyền Linh qua mỗi mai chậu cao. Em gái hát đáp lại cái đi, giao lưu âm nhạc trước đi. Dạ, em cũng có chuẩn bị một bài hát để tặng cho anh, cũng như là góp vui cho chương trình. Em sẽ tặng anh một bài hát bằng tiếng Anh. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing gonna change my love for you. Thôi coi như quên đi. Dạ em quên mất rồi. Thôi bây giờ mình vào câu chuyện tình yêu hai bạn nè. Bây giờ nói chuyện với anh, em có thấy anh ổn không? Hay là em có nhận xét gì? Em nhận ra ở anh có một cái sự chất phác của một người con trai miền Nam Trung Bộ. Bởi cái giọng nói của anh hiện tại vẫn chưa có thay đổi nhiều. Ngoài ra thì em cũng nhận ra là tuy anh 33 là anh chỉ ít hơn em có một tuổi thôi, nhưng mà nhìn anh cũng khá là chững chạc ở ngoại hình. Cảm ơn em. Dạ. Bây giờ là em bước tới nắm tay cô gái ấy, nhìn thẳng vào mắt và nói những cái gì mà nó từ trái tim mình. Đúng rồi, thật nào, nhất. Bước tới đi. Dạ, cho anh nắm tay em. Dạ vâng. Thấy em anh cũng mến. Dạ. Mình có thể cho nhau tìm hiểu để mình hiểu nhau về cái tính cách. Giờ cái tính cách nó quan trọng nhất. Yeah. Thì mình sống với nhau là bắt đầu nó tính cách. Không ai hoàn hảo hết, nhưng mà nhiều khi mình về sống với nhau bắt đầu nó có những khuyết điểm. Mình cứ thay cho nhau tìm hiểu. Dạ. Yeah. Em rất là vui khi có mặt ngày hôm nay tại chương trình. Cũng như là gặp được một người bạn trai như anh. Dạ. Yeah. Và quyết định đến với nhau hay là có tìm hiểu nhau hay không, anh sẽ có câu trả lời sau vài phút nữa thôi. Cảm ơn em. Dạ. Yeah. Về vị trí, để tay vào nút bấm các bạn. Sau khi giao lưu với nhau rồi, bây giờ chúng ta sẽ quyết định bằng chính cái nút bấm đó sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3. Rồi, không bấm hả? Dạ con xin lỗi, con không bấm ạ. Lý do tại sao vậy em gái? Thực ra em vẫn chưa, trái tim của em vẫn chưa thực sự rung động. Nhưng mà như em có ghi trong cái lời, trong cái thiệp đó, điều gì đến thì sẽ đến, người cần gặp rồi sẽ gặp được. Cho nên em hy vọng rằng và luôn luôn cầu chúc cho anh sẽ gặp được một người con gái hợp với anh nhất. Và chúc anh luôn luôn có sức khỏe, luôn luôn thành công trong công việc và trong cuộc sống. Cảm ơn em.
đó là quan điểm của mọi người, chúng tôi trân trọng những quan điểm đó. Dạ. Ha, mọi người, chúng ta không rung động, không bấm. Dạ. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì để người khác hiểu lầm. Chúc hai bạn sớm tìm được một nửa yêu thương của riêng mình nha. Dạ. Đây là những món quà dành cho các bạn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Cảm ơn cô. Chúc mọi người sẽ sớm tìm hạnh phúc cho riêng mình. Dạ. Mọi người con đường đi, mình phải thế thôi. Thưa quý vị, như vậy là cặp đôi đã khép lại chương trình Vòng Với Hòa. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình NetClub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Chương trình rất cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quỳnh Linh xin chào và hẹn gặp lại. Em đang là một chủ quán ăn nhỏ ở gia đình ở nhà, vui vẻ, hòa đồng, yêu thích ca hát và rất là nhiều tài lẻ, ví dụ như là quay phim, dựng phim, thu âm, ghi âm. Công việc hiện tại của em là chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm của một công ty thuộc tập đoàn Canada. Của em là em thuộc tiếp người là hòa đồng, em luôn sống lạc quan và nghĩ một việc mọi việc theo cái hướng tích cực ạ. Em lúc trước em học đại học y dược và em cũng đã tốt nghiệp y dược rồi, nhưng mà chắc là em chưa có duyên với ngành y. Hiện tại con là sinh viên năm cuối ở trường George Brown College ở Canada. Con không thích đàn ông hút thuốc, gia trưởng dễ nhìn sáng láng là được. Trước giờ em chưa tốn 1.000 nào em mua thuốc lá luôn. Em không biết là giờ có thuốc nó bao nhiêu tiền. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.